Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài tập organ số 25. Thì trong bài này mình sẽ cùng nhau học bài đôi mắt nâu xinh đẹp ha. Thì các bạn dở sách ra trang 35 ha. Đầu tiên mình xem giùm mình ha. Chỉnh điệu Swan tempo 115 tiếng lút ha, là tiếng sáo các bạn. Thì điệu Swan này nó giống như cái điệu van ha các bạn ha. Điệu van là nhịp 3-4. Nhịp 3-4. Rồi các bạn có thể xem lên phòng bên trên của sách, người ta có hướng dẫn cho mình á ha. Nhịp 3-4 là nhịp có 3 phát trong mỗi ô nhịp. Trường độ mỗi phát tương đương với hình nốt đen. Phát thứ nhất mà 2 phát còn lại là 2 phát nhẹ nha. Rồi ok. Bài này thì nó cũng đơn giản ha các bạn ha. Các bạn xem giúp mình nha, toàn là nốt đen với nốt trắng thôi. Nốt trắng chấm ha, thì đập chân rất dễ, chúng ta cứ đập chân đều thôi. Rồi đếm số ngân ha. Rồi mình cũng lưu ý giúp mình là trong bài này có 3 cái chỗ fill ha. Thì các bạn có thể xài fill hai cái fill đầu tiên được fill A, rồi cái fill thứ ba là fill B, tùy mình chia ha. Quan trọng là mình đánh chính xác đó. Rồi lúc muốn fill thì mình có thể là đếm pha 2 là fill được rồi. Pha fill 3. Các bạn để ý ha, pha fill, son fill 3. Đó, ví dụ như vậy nha, lát nữa khi mình tập cái đàn thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc nhé. Mi, 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 đồ, rê, mi, pha, hai, ba, pha, hai, ba. Mi, 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 đồ, rê, mi, rê, hai, ba, son, hai, ba. Mi, 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 đồ, rê, mi, pha, hai, ba. Fa hai ba son re fa mi mi re do hai ba do hai ba hết. Ok, các bạn chịu khó đọc đều nha, đọc đều, dập chân đều rồi các bạn mới tập vô đàn nha. Rồi bài này thì cũng dễ thôi, có lẽ là do mình học mấy cái bài trước á nó khó một chút ha, cho nên bài này người ta chính là giới thiệu cho mình nhịp 3-4, điệu của nhịp 3-4 và thư giãn một chút nó dễ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh tay phải vô trước nha các bạn. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba. Mi 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 đồ rê mi rê hai ba son hai ba. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba son rê pha mi mi rê đồ hai ba. Đồ hai ba hết. Khi các bạn tập quen rồi thì các bạn tập tay phải với chóp một lần trước đi ha, rồi mình tập điệu nha. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba. Mi 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 đồ rê mi rê hai ba son hai ba. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba son rê pha mi mi rê đồ hai ba đồ hai ba hết. Rồi khi các bạn đã tập quen hai tay tay phải rồi với trống rồi thì các bạn ráp hai tay vô nha. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba. Mi 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 đồ rê mi rê hai ba son hai ba. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba son rê pha mi mi rê đồ hai ba đồ hai ba hết. Ok các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng feel vô nha các bạn nha. Tập feel nha. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha feel hai. Mi 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 đồ rê mi rê hai ba son feel ba. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha feel ba son rê pha mi mi rê đồ hai ba đồ hai ba hết. Làm lại nha. Mình vừa đọc á nó hơi bị ngưỡng ngưỡng á, đọc cái feel á, chữ feel á, thì mình cứ nhớ là vô phát số 2 các bạn feel thôi nha. Mi 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 đồ rê mi pha hai ba pha hai ba. Mi 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 đồ rê mi rê hai ba son hai ba. Mi 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 đồ rê mi pha
bạn tập xong bài này. Chúc các bạn tập thật tốt nha. Nhớ đập chân cho chính xác nha các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn.